mái phập phồng, nhờ em lên tiếng thương anh. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thiên Vũ. Mình là Thư, là chuyên viên tư vấn âm thanh tại Thiên Vũ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc âm ly Acam XM10, nguồn gốc đến từ Anh Quốc. Thì thương hiệu Acam này chuyên sản xuất các thiết bị âm thanh hi-fi như là âm ly, đầu thu và CD. Vậy thì chiếc âm ly Acam XM10 này có điều gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá và tìm hiểu nó nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế và hình dáng của chiếc âm ly này. Như mọi người cũng thấy, âm ly có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 430mm, chiều cao là 87mm và chiều sâu là 330mm, được làm từ khung kim loại, được gia công rất là tỉ mỉ và chắc chắn. Bề mặt được làm từ dạng cát mờ nên rất là sang trọng. Ok, đối với mình thì chiếc âm ly này cũng khá là nặng bởi vì nó làm từ khung kim loại. Trọng lượng của nó là rơi vào khoảng 8,5 kg. Bề mặt trên của chiếc âm ly này thì được thiết kế các lỗ thông hơi để tản nhiệt khi mà chúng ta sử dụng âm ly trong thời gian dài. Tiếp theo là mình sẽ nói về mặt trước của chiếc âm ly. Từ trái sang phải bao gồm các nút power nguồn. Ở dưới nút nguồn là có đèn tín hiệu. Ở giữa của âm ly được trang bị màn hình LED khá là lớn để hiển thị các thông số, bao gồm như là thông số tín hiệu nguồn vào, âm lượng và chất lượng nguồn nhạc. Ở phía dưới màn hình LED là các phím chức năng điều khiển cơ bản mà một chiếc âm ly cần phải có. Kế bên là hai ngõ AUX và ngõ phone. Cuối cùng là núm vặn điều chỉnh âm lượng. Hãng thiết kế logo Acam ở phía bên góc phải và chạm khắc tên mã sản phẩm XM10 ở phía dưới. Tiếp theo thì mình xin nói về mặt sau của chiếc âm ly này. Thì Acam XM10 sở hữu tổng cộng 4 đầu vào RCA, bao gồm 3 đầu vào tín hiệu âm thanh analog và 1 đầu vào dành cho phono sử dụng kim MM. Thì mặt phono stage được tích hợp nên khi mọi người muốn sử dụng với mâm đĩa than thì không cần phải mua thêm phono box rồi. Acam cũng được trang bị 3 đầu vào digital, bao gồm 1 optical và 2 coaxial để kết nối với nhiều nguồn phát kỹ thuật số cùng một lúc. Ngoài ra chiếc ly này còn được tích hợp cộng suất tín hiệu preamp để chúng ta có thể sử dụng nó như một chiếc preamp. Bên cạnh đó còn các cổng kết nối với loa, USB, máy tính, mạng LAN và kết nối nguồn điện. Đặc biệt, mọi người nên chú ý, âm ly có một nút cần gạt để chuyển đổi nguồn điện vào tương thích với âm ly. Về mặt kỹ thuật thì Acam XM10 được tích hợp mặt công suất Class AB với công suất 50W một cân cho 8 ohm và 90W một cân cho 4 ohm. Một con số vừa đủ để có thể dễ dàng phối ghép với các loa bookshelf và các loa cột đứng vừa và nhỏ. XM10 cũng có một bộ khuếch đại dành riêng cho tai nghe để người dùng có thể sử dụng chiếc âm ly này thưởng thức những bản nhạc riêng tư trên những bộ tai nghe cao cấp. Không chỉ là một chiếc âm ly tích hợp thuần túy, Acam XM10 còn được tích hợp bộ giải mã với chip DAC Cyber 32bit có khả năng xử lý nhạc ấn tượng, cho phép tiếp nhận và giải mã ở độ phân giải cao trên nhiều định dạng như flat, wave, AAC, AFF, MP3, tối đa 24 bit trên 192 kHz. Và sau đây, mọi người cùng mình đánh giá chất âm của chiếc âm ly này khi phối ghép với loa bookshelf Beega 3.0 nhé. Thấy em đi trên đồng, lưng còng gần lùa hoàng giai, nhịp
nàng. Em đang còn thơ ngây, còn chưa ước mơ người tình lang. Em chỉ biết yêu thôn làng miền quê, yêu đồng lúa xanh bên đò bờ đê và mùa nắng hai mùa mà mến thương trăng hoa. Ai ơi đừng buồn tâm, cùng cô gái quê mùa làng em, quanh năm cùng ruộng nương và chân. Ok, và sau khi nghe nhạc thì mọi người cảm thấy chất âm của nó như thế nào thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết. Còn theo đánh giá cá nhân của mình về âm ly Akam X20 thì mình thấy nó tái tạo dãy chép rất là tốt, sáng và rõ, hầu như không có hiện tượng méo tiếng. Còn ở dãy trung thì rất là phong phú về màu giọng của ca sĩ, được tái tạo rất là chi tiết và sáng rõ. Ngoài ra nó cũng tái tạo được âm hình của không gian âm nhạc rất là ok khi mà các bạn phối ghép nó với những dòng loa âm thanh nội. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Thì mọi người có đánh giá gì về chiếc âm ly này thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết. Hãy nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thiên Vũ. Và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Chào tạm biệt.